chia làm 3 đoạn nhé. Cái nữa. Còn một cột nữa anh ạ.
hơi yếu sao ấy. Anh lắp xong rồi thì dùng thì tối thì mới bật nhé. Lúc nào không bật thì tắt cái bóng này đi để cho nó đỡ tốn điện. Đây vừa lúc nãy anh đấu xong anh thử hết rồi. Nó lành hết rồi, nó không có đấy, không chật đấy. Dùng cẩn thận nhé, thì chỗ kia thì cứ lúc nào mà không dùng tắt. Vâng. Đừng có để nó chật là nó nguy hiểm lắm đấy. Vâng. Thế thôi, anh đi về đây. Trong đấy luôn đấy. Đâu đấy, đâu đấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.